Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống An Vui. Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chương trình. Quý vị thân mến, đậu rồng là một món ăn quen thuộc với người dân miền Nam Bộ. Đặc biệt, loại thực phẩm này còn được xem là đặc sản ở Tiền Giang. Với hương vị thơm ngon, giòn ngọt và giá trị dinh dưỡng cao, nên đậu rồng thường được chế biến ra các món ăn ngon trong bữa cơm của gia đình như món xào, trộn gỏi hay món chua. Tuy nhiên, loại thực phẩm này lại ít được biết đến ở thành thị. Mặc dù không được sử dụng rộng rãi, nhưng mới đây, các nhà khoa học đã công nhận đậu rồng là một trong những thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng và có hiệu quả về mặt chữa bệnh. Trong đó, phải kể đến căn bệnh ung thư quái ác khiến ai cũng đều phải khiếp sợ. Để tìm hiểu cụ thể hơn những công dụng mà loại thực phẩm này mang lại thì xin mời quý bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. Theo các nghiên cứu cho thấy trong thành phần đậu rồng có chứa nhiều protein, hơn 50%, trong đó bao gồm 18 loại axit amin và 10 loại khoáng quan trọng, cực kỳ cần thiết cho cơ thể. Đậu rồng là một trong số ít thực phẩm vô cùng đặc biệt khi mà tất cả các bộ phận đều ăn được và góp phần cung cấp những dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể khỏe khoắn lên một cách thần kỳ. Chúng tôi sẽ tiết lộ ngay sau đây những công dụng tuyệt vời của loại cây này. Tác dụng thứ nhất, đậu rồng ngăn ngừa ung thư. Đậu rồng tươi chứa một số lượng khá cao vitamin C, 100g đậu rồng cung cấp 18,3mg hoặc 31% vitamin C là một chất chống oxy hóa tan mạnh trong nước và khi được cung cấp đầy đủ trong chế độ ăn uống, nó giúp xây dựng khả năng miễn dịch, chống lại các bệnh nhiễm vào cơ thể, duy trì độ đàn hồi của mạch máu và ngăn ngừa bệnh ung thư. Tác dụng thứ hai, giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường. Vitamin D và canxi luôn là hai chất phối hợp đi kèm với nhau để giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh tiểu đường cũng như loãng xương bằng cách tối ưu hóa các quá trình chuyển hóa gluco trong cơ thể. Hai dưỡng chất này ảnh hưởng trực tiếp đến tế bào tuyến tụy cũng như ảnh hưởng đến việc tiết insulin và cân bằng lượng đường huyết trong cơ thể. Vậy nên với lượng vitamin D và canxi ở đậu rồng không chỉ ngăn ngừa bệnh tiểu đường hiệu quả mà nó còn là trợ thủ chữa trị hiệu quả đắc lực. Tác dụng thứ ba, có lợi cho sức khỏe của phụ nữ mang thai. Đậu rồng là một loại folate dồi dào. Ăn đậu rồng này ở mức độ vừa phải trong thai kỳ sẽ đem lại nhiều lợi ích cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Ăn đậu rồng giúp hỗ trợ việc sinh nở dễ dàng và khỏe mạnh hơn. Ăn càng sớm đậu rồng sẽ giúp ngăn cản sự xuất hiện của khuyết tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh. Chính vì hàm lượng folate và nguồn chất sắt dồi dào trong cây họ đậu này còn làm giảm thiểu nguy cơ thiếu máu của mẹ và nhẹ cân ở trẻ. Tác dụng thứ tư, giúp giảm sưng viêm. Đậu rồng có chứa nhiều mangan, một chất có tác dụng làm giảm sưng viêm. Mangan làm giảm bong gân và sưng viêm nhờ các đặc tính chống oxy hóa cao. Đậu rồng còn là thực phẩm giúp ích rất nhiều trong điều trị thiếu hụt superoxidase efitis ở những bệnh nhân viêm khớp. Tác dụng thứ năm, giúp mắt sáng khỏe mạnh hơn. Theo nghiên cứu, có một loại hóa chất có chứa trong các loại cây họ đậu giúp ngăn ngừa hiệu quả các vấn đề liên quan đến thị lực như vàng mắt, mờ mắt, thị lực kém. Sử dụng thường xuyên đậu rồng giúp ích rất nhiều cho việc phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ mắc phải các bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể thường xảy ra ở người già. Bên cạnh đó, chất này còn có khả năng cải thiện độ nhanh nhạy và truyền thông tin, tín hiệu các cơ và thần kinh. Đây chính là nhân tố quan trọng trong việc kết nối thông tin giữa mắt và não. Tác dụng thứ 6, thực phẩm giảm cân nhanh chóng hiệu quả. Cũng như các loại đậu khác, đậu rồng có chứa một hàm lượng chất xơ lớn cũng như lượng calo rất thấp, giúp giảm cân nhanh và thanh lọc cơ thể. Theo các nghiên cứu khoa học cho thấy, lượng chất xơ và calo dồi dào trong hạt đậu rồng giúp cho cơ thể có cảm giác no lâu mà không thấy đầy bụng khó tiêu. Nhờ đó mà cảm giác thèm ăn mà lượng calo nạp vào cũng ít hơn. Tác dụng thứ 7, bổ sung nguồn năng lượng khỏe khoắn cho cơ thể. Phốt pho có trong đậu rồng giúp cải thiện năng lượng cho cơ thể bởi nguồn cung cấp là từ thiên nhiên tươi sạch giúp xử lý các vấn đề như mệt mỏi, tê liệt và yếu cơ. Các loại đường khác nhau chẳng hạn như gluco có chứa trong đậu rồng không quá cao làm cho ta không bị mệt mỏi và buồn ngủ. Đấy cũng chính là nhân tố trực tiếp chịu trách nhiệm trực tiếp trong quá trình này. Đậu rồng không chỉ giúp cải thiện mức năng lượng khỏe mạnh mà còn giúp duy trì năng lượng luôn bền bỉ, tạo ra sức khỏe dẻo dai cho ta hoạt động suốt cả ngày. Bên cạnh đó, lượng dinh dưỡng có trong đậu rồng có thể bù đắp nhanh chóng lượng dinh dưỡng thiếu hụt khi ta ăn kiêng sai cách, bị ốm hoặc ăn những chất không có lợi quá nhiều. Các cây họ đậu nói chung và đậu rồng nói riêng có chứa các vitamin có lợi và chứa rất nhiều các khoáng chất như canxi, sắt, đồng, phốt pho, magie và mangan. Bởi vậy, chỉ cần bổ sung ngay tức thì món đậu rồng cho bữa ăn của bạn, bạn sẽ không phải đau đầu khi lựa chọn phối hợp cho món ăn gì để đủ chất.
Tác dụng thứ 8, giảm triệu chứng đau đầu, đau nửa đầu. Theo các nghiên cứu y tế cho thấy, hoạt chất có trong đậu rồng giúp giảm stress, giảm căng thẳng, cũng như làm dịu các cơn ho do chúng gây ra. Đậu rồng làm tăng quá trình tổng hợp serotonin, từ đó giúp giảm đau cũng như các bệnh liên quan như nhạy cảm với ánh sáng và khó tiêu. Vì vậy, nên thường xuyên bổ sung đậu rồng để giảm các triệu chứng đau đầu, đau nửa đầu. Tác dụng thứ 9, giúp xương chắc khỏe, dẻo dai. Trong tất cả các thực phẩm họ đậu thì đậu rồng có hàm lượng canxi cao nhất. Vậy nên ăn đậu rồng thường xuyên giúp củng cố hệ xương khớp của chúng ta. Canxi sẽ duy trì và tái tạo hệ thống xương, giúp nó chắc khỏe dẻo dai hơn. Từ đó phòng chống loãng xương, giòn xương, gãy xương ở người già hiệu quả. Tác dụng thứ 10, giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Vitamin C là một chất được Bộ Y tế khuyến nghị giúp làm tăng sức đề kháng, đánh bại được nhiều virus, vi khuẩn gây bệnh. Mà trong đậu rồng, hàm lượng vitamin C rất cao. Nó là một hàng rào chắn giúp chống lại các tác nhân độc hại như gốc tự do và vi khuẩn gây ra, giúp cơ thể có độ đàn hồi, máu huyết lưu thông và ngăn ngừa nhiều loại bệnh ung thư. Tác dụng thứ 11, chống oxy hóa, chống gốc tự do và ngăn ngừa lão hóa. Các chất chống oxy hóa có trong đậu rồng giúp chống lại các tác động xấu từ gốc tự do như các loại vitamin A, vitamin C trong loại đậu này, giúp làn da trẻ khỏe sáng mịn hơn, đẩy lùi lão hóa và các nếp nhăn của tuổi tác, giúp lưu trữ tuổi xuân thêm dài lâu. Và tác dụng cuối cùng, thay thế protein đến từ động vật. Hầu hết các họ đậu đều chứa hàm lượng protein rất cao và có thể thay thế được protein đến từ động vật. Nên những người ăn chay trường thường không thấy bị thèm thịt và bỏ thói quen ăn thịt nhờ luôn luôn cung cấp đủ protein này. Quý vị và các bạn thân mến, tuy đậu rồng chưa được sử dụng rộng rãi, nhưng loại thực phẩm này đã được khoa học chứng minh là có tác dụng chữa bệnh cho những bệnh nhân mắc phải các căn bệnh về đường tiêu hóa, thường xuyên mệt mỏi, thiếu chất. Vì vậy, hãy thử cung cấp cho cơ thể một ít năng lượng từ đậu rồng quý vị nhé! Bên cạnh đó, các chuyên gia còn khuyến cáo rằng đậu rồng rất tốt cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Thay vì uống các thực phẩm chức năng tổng hợp, bạn hãy lựa chọn các thực phẩm lành mạnh như đậu rồng để cơ thể khỏe mạnh một cách tối ưu. Tuy nhiên, có một nhược điểm khiến nhiều bà nội trợ đau đầu, đó là loại thực phẩm này rất khó để bảo quản. Nếu để trong tủ lạnh, sẽ mất đi độ tươi giòn. Vậy phải làm sao để lựa chọn được đậu rồng luôn tươi ngon và giữ được chất dinh dưỡng vốn có? Tất cả sẽ được giải đáp ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những điều cần lưu ý khi bảo quản đậu rồng sao cho luôn tươi ngon và giữ nguyên được giá trị dinh dưỡng vốn có. Đậu rồng phải chọn quả xanh tươi, không héo, không xuất hiện đốm nâu lạ trên thân. Trước khi ăn, cần rửa sạch sẽ để ráo nước, chỉ cần cắt bỏ cuống. Các bộ phận khác đều ăn được. Đậu rồng mua về chưa ăn thì không cần xử lý ngay, nhưng tốt nhất là nên ăn trong vòng 2 ngày sau khi hái và sơ chế. Đậu rồng là loại thực phẩm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, lại chế biến vô cùng đơn giản. Ta cần hạn chế chế biến lâu sẽ làm mất chất dinh dưỡng có trong thực phẩm. Với nguồn dinh dưỡng lớn từ loại thực phẩm này mang lại, sau đây Sống An Vui sẽ chia sẻ đến quý vị một món ăn thơm ngon và hấp dẫn từ đậu rồng. Món ăn thứ nhất, đậu rồng xào trứng, cách tiến hành. Bước 1. Đậu rồng cắt cuống, rửa sạch, cắt chéo. Cà rốt, cắt sợi dài 4cm, ngò dí, hành khô, ngò, hành lá cắt nhỏ. Trứng vịt lấy lòng đỏ đánh tan và nêm ít tiêu, muối, bột canh. Cật heo rửa sạch. Khứa chéo cà rô để cắt miếng dày 2cm, ướp với 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa tiêu và 1 thìa hành tỏi băm nhuyễn ướp trong khoảng 20 phút cho gia vị thấm đều. Bước 2. Hành tỏi băm đem phi thơm, sau đó cho cật heo đã ướp vào xào, nêm chút rượu trắng, một ít nước. Đảo chín tới cho ra đĩa, cho thêm dầu ăn vào chảo, phi thơm hành và tỏi băm như trên, cho đậu rồng và cà rốt vào xào chung, nêm nếm gia vị vừa ăn. Bước 3. Sau khi rau vừa chín giòn thì cho cật đã xào vào, cùng với lòng đỏ trứng vào đảo đều. Cần nhanh tay để không làm rau bị nát, thêm một ít nước đến khi trứng chín thì hoàn thành. Món ăn thứ 2. Trộn gỏi đậu rồng. Trộn gỏi là đáp án chính xác cho câu hỏi đậu rồng nấu món gì ngon, đảm bảo món ăn này sẽ kích thích vị giác của người ăn và không gây cảm giác ngấy. Cách thực hiện: Bước 1. Chuẩn bị 250g tôm sú, 150g đậu rồng, một trái khổ qua, 50g cà rốt, một trái ớt sừng, gia vị, một quả chanh. Bước 2. Đầu tiên rửa sạch tôm sú bóc vỏ, chừa đuôi, sau đó chẻ sống lưng lấy chỉ đen, ướp tôm với hạt nêm và tiêu để 15 phút cho thấm. Bước 3. Tiếp theo, tước đậu rồng và ngâm vào nước muối, trụng qua nước sôi, khổ qua bỏ ruột, thái lát mỏng và ngâm nước lạnh khoảng 15 phút cho bớt đắng. Cà rốt gọt vỏ, bào sợi chỉ, ớt sừng bỏ hạt và thái sợi, mè rang vàng.
Bước 4. Bắc dầu nóng và cho tôm vào áp chảo. Bước 5. Cuối cùng cho khổ qua, đậu rồng, cà rốt, ớt sừng ra đĩa, chan nước mắm chua ngọt và trộn đều, thêm hành phi, tôm và mè rang lên trên là dùng được. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là loại rau có hương vị mới lạ, cây đậu rồng còn mang đến hàng loạt lợi ích đối với sức khỏe của con người. Vì vậy, với món ăn hấp dẫn mà Sống Ăn Vui đã chia sẻ thì bạn đừng quên trổ tài để chiêu đãi gia đình mình những món ăn ngon đến từ loại thực phẩm này nhé. Chúc quý bạn thực hiện thành công! Bên cạnh đó, chúng tôi còn có rất nhiều video hấp dẫn và bổ ích về kiến thức dinh dưỡng. Để tiếp tục đón xem, hãy click vào bên trái hoặc bên phải của màn hình. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt!